Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thì anh chị em chúng ta có nhiều phước hạnh chúng ta nhận được từ nơi Chúa. Tôi khuyến khích anh chị em chúng ta trong thời giờ này có thể lớn tiếng cảm tạ Chúa, cũng như anh chị em các đệ tử của Chúa ở xa vào để cùng nhóm lại và học lời Chúa ở trong buổi tối hôm nay. Chúng ta có những phước hạnh, hãy bày tỏ ra lòng biết ơn, lời cảm tạ ở những dòng bình luận để chúng ta cùng góp lại và dâng cho Chúa những lời làm chứng, những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta, những lời làm chứng về những điều chúng ta nhận được từ nơi lời của Chúa, để chúng ta dâng lên cho Chúa tất cả sự vinh quang thuộc về ngài. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị em đã có những lời chúc mừng sinh nhật và cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi trân quý từng lời, nhưng vì mức độ quá đông cho nên chúng tôi không thể nào có thể cảm ơn từng người một. Cho nên chúng tôi mượn thời giờ này để cảm tạ Chúa và cảm ơn các anh chị em. Xin Chúa ban ơn cho hết thảy trong ơn của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để anh chị em sẽ nhận cái lòng lời khích lệ để anh chị em tiếp tục dâng chúng tôi trước mặt Chúa. Và như sứ đồ Phaolô đã nói, bởi nhiều người cầu nguyện mà chúng tôi được ơn trước mặt Chúa để tiếp tục hầu việc ngài. Vì công tác, sự kêu gọi và trọng trách mà Chúa ngài giao cho, chúng tôi cần rất nhiều những lời cầu nguyện, cầu thay của anh chị em để chúng tôi có thể làm xong công việc mà Chúa ngài giao phó ở trong một cái mức độ và tràn đầy ơn của Chúa ở trong quyền năng của ngài. Cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với lời của Chúa và chúng ta theo học bài lên mức độ cao hơn trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta muốn lên chốn cao hơn trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta bước đi với Chúa thì Chúa ngài muốn chúng ta cứ tăng trưởng, cứ trưởng thành ở trong Chúa, cứ được mở rộng trong ơn của ngài, và cho đến một mức độ chúng ta dâng cho Chúa trọn vẹn đời sống của mình để Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy tập trung và hiến dân dấn thân và tập trung ở trong ơn của Chúa để chúng ta là được ơn ở trước mặt ngài càng hơn. Philip chương 1 câu 21 mà chúng ta đã cùng nghe trong thời giờ mở đầu. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ở đây chúng ta thấy có một sự nhận biết mà sứ đồ Phaolô bày tỏ ở tại đây cho hội thánh của Chúa tại thành Philip. Ông nói rằng vì Đấng Christ là sự sống của ông. Cảm ơn Chúa. Và ông cũng xác nhận một điều, đó là còn sống thì hầu việc Chúa, mà chết thì đó là điều lợi ích cho ông, vì ông đã xong cuộc chạy đua của mình thì sẽ được ở với Chúa. Nhưng ngày nào còn ở tại đây thì còn sống ở trong phước hạnh vì nhu cầu của anh em. Cho nên sứ đồ Phaolô quyết tâm, ngày nào ông còn sống thì ông chọn một cái sự sống mà ông đã kêu gọi hội thánh của Chúa ở tại thành Roma, trong Roma chương 12 từ câu 1 cho đến câu số 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy ông kêu gọi hội thánh của Chúa tại thành Roma, và tôi tin rằng lời của Chúa cũng kêu gọi mỗi chúng ta. Đó là chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đây là một loại của lễ mà chúng ta thấy rằng của tế lễ thường là nó phải được giết đi, con sinh tế được giết, lấy máu huyết của nó dâng lên trước mặt Chúa. Và cũng dâng trong trường hợp của lễ toàn thiêu thì chúng ta thấy rằng sẽ để ở trên bàn thờ và nổi lửa lên dâng cho Chúa. Nhưng lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống đi theo Chúa của chúng ta thì chúng ta cũng dâng cho Chúa một cách trọn vẹn như vậy, kể như mình đã chết với Chúa. Và chúng ta dâng cho Chúa một cách trọn vẹn đời sống của chúng ta như là một của lễ sống và thánh. Cảm ơn Chúa. Nhiều người tuyên bố rằng tôi sẵn sàng chết cho Chúa. Nhưng anh chị em, điều đó có lẽ dễ hơn cho việc chúng ta sẵn sàng sống cho Chúa ở trong thế giới này. Bởi vì chết thì chúng ta lập tức được đưa vào trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà sống mỗi ngày, chúng ta đối diện với nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta cần phải có một quyết tâm như lời của Chúa kêu gọi chúng ta. Đó là chúng ta chọn và dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó chính là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta mà chúng ta có thể dâng lên trước mặt Chúa. Vì Chúa yêu chúng ta đã chết thay cho chúng ta.
và Ngài đã đền nợ tội thay cho chúng ta rồi để ban cho chúng ta một sự sống mới. Và Chúa muốn chúng ta sống cuộc sống này theo như ý định của Chúa, hầu cho ý Chúa được nên trên đời sống của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên mục vụ mà Chúa giao cho chúng ta, hầu cho tất cả những ý muốn tốt lành của Chúa dành cho đời sống của chúng ta sẽ được thể hiện ra trên đất này. Và cuộc đời của chúng ta sẽ tiếp tục được Chúa Ngài sử dụng. Tôi tin rằng sau khi kinh nghiệm mức độ sơ đẳng của đời sống và sự hầu vị Chúa của chúng ta, thì Chúa Ngài muốn chúng ta thấy đó là chúng ta cần tiến tới với một mức độ cao hơn. Và đây phải là quyết tâm của chúng ta. Chúng ta thấy trong sự phát triển, trong cuộc sống thân thể của chúng ta, chúng ta sanh ra làm một bé sơ sinh. Nhưng mà lời của Chúa kêu gọi chúng ta ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Hay là lời của Chúa cũng dạy chúng ta phải lấy lòng nhu mì khiêm nhường, nhận lấy lời đã trồng ở trong chúng ta là lời có thể cứu linh hồn của chúng ta. Hai phần kinh thánh này cho chúng ta thấy chúng ta có cái bắt đầu là như một trẻ sơ sinh. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải tăng trưởng lên, chúng ta mỗi một ngày một sâu nhiệm hơn ở trong Chúa. Mỗi một ngày chúng ta sống một sự sống mà chúng ta thấy lời của Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta. Như Chúa Giêsu nói, ai muốn theo Ngài thì phải tự bỏ mình đi, vác thập tự giá mà mỗi ngày đi theo Chúa. Lời của sứ đồ Phaolô cũng khuyến khích chúng ta, chúng ta hãy dâng trọn đời sống của chúng ta trong Chúa và kể con người cũ của mình đã bị đóng đinh và thập tự giá với Chúa. Mà ngày nào mình còn sống thì không phải là mình sống nữa, nhưng mà Chúa sống xuyên qua mình, để chúng ta có thể kinh nghiệm đời sống và mục vụ trong mức độ cao hơn. Có một số tiêu chuẩn mà chúng ta phải hội đủ. Và tôi tin rằng lời của Chúa buổi tối hôm nay trong bài học này, chúng tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ đến có ba cái tiêu chuẩn phải hội đủ để Chúa có thể sử dụng chúng ta đến mức độ tối đa, để chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa thể hiện xuyên qua đời sống chúng ta một cách tối đa. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là một mức độ hiến dâng cao hơn. Chúa muốn tìm thấy điều này trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể thấy điều này ở trong đời sống của sứ đồ Phaolô, và chúng ta thấy ở trong Galati chương 2 câu số 20 ông đã bày tỏ: tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Ở đây chúng ta thấy mục tiêu mà sứ đồ Phaolô chia sẻ tại đây, đó là khi nhìn vào trong đời sống của ông, trong cái quyết tâm, thì chúng ta cũng như là thế nhân đang quan sát sẽ thấy rằng không còn là Phaolô sống nữa, nhưng mà người ta nhìn thấy Đấng Christ sống trong và xuyên qua đời sống của ông. Đây là mức độ lên cao mà chúng ta cũng cần có trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ vì bản chất của tội lỗi, con người chúng ta ích kỷ, tham lam, và chúng ta muốn gây cái sự chú ý cho chính mình. Nhưng lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa đã cứu, đã chuộc chúng ta về, và Ngài muốn chúng ta bày tỏ Chúa cho thế nhân. Những người thân thương trong gia đình của chúng ta, bạn bè của chúng ta, những người trong lối xóm của chúng ta, những người mà chúng ta phục vụ, họ phải thấy Chúa hơn là thấy chúng ta. Họ phải thấy Thánh Linh của Chúa hành động xuyên qua đời sống của chúng ta hơn là xác thịt điều khiển và dẫn dắt chúng ta. Và muốn được như vậy, chúng ta phải chết với con người cũ và chúng ta sống cho Chúa. Chúng ta phải bước lên mức độ, chúng ta không còn sống một cách ích kỷ, chúng chỉ biết chính mình và mọi sự chúng ta muốn thu tóm về cho mình mà thôi. Nhưng một cuộc sống ban cho, một cuộc sống mà chúng ta thể hiện Đức Chúa Giêsu Christ cho tất cả mọi người. Đây là lối sống mà xin Chúa cho để chúng ta sẽ tiến tới ở trong ơn của Chúa. Để chúng ta có thể hiến dâng đời sống của mình, chúng ta cần phải đặt trên bàn thờ hiến dâng điều khiến cho chúng ta khó mà có thể tiếp tục sống theo lối sống cũ của nó. Như vậy chúng ta phải chết với chính mình, hầu cho Thánh Linh của Chúa có thể kiểm soát, chi phối đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn hơn. Khi chúng ta kể mình đã chết với Đấng Christ, thì lúc bây giờ dễ hơn cho chúng ta để chúng ta vâng phục Ngài. Những ngày nào xác thịt còn sống mà còn hoạt động một cách mạnh mẽ trong chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ giới hạn, sẽ ngăn trở công việc của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ làm những của lễ sống và thánh ở trước mặt Chúa. Đây là tâm tình hiến dâng cần có trong đời sống của chúng ta. Và sứ đồ Phaolô ông biết điều này, cho nên ông đã dùng một cụm từ mà chúng ta thấy rất là tha thiết ở tại đây. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em. Khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Khi chúng ta hiến dâng cuộc đời cho Chúa, thì chúng ta sẽ không còn có một đời sống như cũ nữa, nhưng sống một đời sống thiết chế ở trước mặt Chúa.
Hiến dâng không nhất thiết là chúng ta tình nguyện phục vụ trọn thời gian như các đầy tớ của Chúa được Chúa gọi. Có thể sẽ đi về hướng đó, nhưng mà Chúa muốn chúng ta mỗi người trong một cuộc sống mà Chúa đã định cho chúng ta và đặt để chúng ta, Chúa muốn chúng ta sống như thế nào để Chúa có thể tỏa sáng xuyên qua cuộc đời của chúng ta, để người khác có thể thấy Chúa ở trong chúng ta. Cho nên phải có tâm tình hiến dâng và tâm tình chúng ta dâng cho Chúa một cách trọn vẹn đời sống của chúng ta ở trong ơn của Ngài. Đây là điều phải có, phải không anh chị em? Hiến dâng cho Chúa, để cho Chúa nhường đời sống của mình cho Chúa, dẫn dắt, kiểm soát, chi phối. Ngài nói xuyên qua chúng ta, Ngài hành động xuyên qua chúng ta. Bởi ơn của Chúa, chúng ta thấy lúc bấy giờ người ta nhìn chúng ta không còn thấy là chúng ta nữa. Đó là điều mà mỗi chúng ta phải đeo đuổi. Để còn cái gì của xác thịt, chúng ta phải xử lý nó, chúng ta phải bắt phục nó và khiến nó phải đầu phục Chúa và để Chúa kiểm soát hoàn toàn. Như chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em, mỗi buổi sáng điều đầu tiên khi tôi thức dậy là chào Chúa Thánh Linh và xin Chúa rằng lại Chúa, còn dâng thân thể đời sống của con hôm nay một cách tươi mới trước mặt Ngài. Xin đầy dẫy trong con, hành động xuyên qua đời sống của con. Hầu cho ngày hôm nay, những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định, con có thể sống một cách trọn vẹn theo ý của Ngài. Và anh chị em, đó là một bắt đầu của một ngày thật là tốt đẹp khi chúng ta chọn hiến dâng thân thể đời sống của mình cho Chúa như là một của lễ. Của lễ đã định để dâng cho Chúa. Nhưng mà của lễ này không như một con sinh tế đã chịu giết. Nhưng mà của lễ này sống nhưng thánh khiết, sống nhưng mà dâng trọn cho Chúa. Và trong Thư Roma chương 12 từ câu 1 cho đến câu số 3, chúng ta nghe lại ba câu kinh thánh này. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Rồi câu số 2 cho chúng ta thấy đây là nguyên tắc chúng ta phải sống. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chỉ khi và chỉ khi chúng ta dâng trọn đời sống của chúng ta trong tay Chúa, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể biết được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, có thể thể hiện trọn vẹn 100% ở trong cuộc đời của chúng ta là tốt đẹp dường nào. Anh chị em yêu dấu, những cái thuần tiết, những cái trọn vẹn mà Chúa muốn nhìn thấy, đó là chúng ta không còn sống vì mình nữa. Chúng ta không còn tôi dặm tạm dùng danh từ là chúng ta để lại dấu tay của chúng ta trên những công việc chúng ta làm. Chúng ta muốn lấy điểm thì chúng ta sẽ ngăn trở công việc của Chúa, cũng như chúng ta làm ô nhiễm đi. Nhưng mà thuần tiết, thánh khiết, trọn vẹn chỉ có thể xảy ra khi chúng ta chết với con người bản ngã, dẫn hiến cuộc đời chúng ta một cách trọn vẹn ở trong tay của Chúa, để người khác nhìn sẽ không còn thấy chúng ta nữa. Anh chị em, đây phải là mục tiêu của chúng ta. Người khác phải nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta và hành động xuyên qua chúng ta. Chúng ta sống mà người khác còn có thể nói rằng ô cái ông đó là cái ông nóng tánh, cái chị đó là cái chị như thế này như thế kia, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang bày tỏ con người của mình, xác thịt của mình, hơn là chúng ta bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ. Nên khi nào người ta nhìn thấy đời sống của chúng ta và người ta thấy Chúa ở trong chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể hiệu quả được. Từ nơi Roma chương 12 từ câu 1 cho đến câu số 3 này, chúng ta thấy có ba yếu tố của sự hiến dâng mà chúng ta cần để ý đến đây. Nó gồm có thứ nhất là hiến dâng là một quyết định cách tình nguyện. Đó là lý do sứ đồ Phaolô khuyên, bởi vì nó là quyết định của mỗi cá nhân. Phaolô không quyết định thay thế cho chúng ta được. Phaolô không thay thế cho các anh em ở tại thành Roma cho công việc này, nhưng mà chính họ, như chủ đề của đại hội năm nay và trong những ngày qua chúng ta đã học hỏi, mệnh lệnh của Chúa là hãy đứng lên và tỏa sáng ra, hãy vùng dậy và chiếu sáng. Nhưng Chúa không làm cho chúng ta. Chúa chu cấp bằng cách là Ngài chiếu sáng cuộc đời chúng ta và vinh quang của Ngài, Ngài cho mọc lên trên chúng ta. Nhưng chính mỗi một chúng ta phải làm cái quyết định đó. Sứ đồ Phaolô lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhớ đến sự thương xót của Chúa là chúng ta nhớ đến con người cũ của mình, con người trước đây mà chúng ta tự làm, tự nói và chúng ta sống một cách rất là xác thịt đó, thì chúng ta không thể nào sống vừa lòng Chúa được. Lúc bây giờ chúng ta là những người thù nghịch đối với Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, thì lời của Chúa tại đây khuyên chúng ta hãy quyết tâm hiến dâng. Đây là cái quyết định của cá nhân. Thứ hai, hiến dâng là một cái sự quyết định một cách tình nguyện. Chúng ta không bị bắt, nhưng mà chúng ta có sự tình nguyện. Chúng ta quyết định một cách tình nguyện, chúng ta quyết định một cách cá nhân. Và yếu tố thứ ba đó là hiến dâng là một quyết định hy sinh. Hy sinh với những điều của xác thịt. Hy sinh với những điều mà chúng ta có thể luôn cả vấn đề chúng ta muốn trả thù những người mà họ làm khổ chúng ta. Thì chúng ta cũng chịu hy sinh là mình không còn sống nữa để Chúa sống xuyên qua mình. Luôn cả trong cái công việc Chúa bảo hay tha thứ. Và nếu chúng ta không tận hiến cho Chúa thì chúng ta sẽ nói rằng người khác, những người khác tôi có thể tha thứ, nhưng mà con người này, cái người mà làm cho tôi khổ nhiều quá đó, thì tôi không thể nào tha thứ được. Nhưng khi chúng ta thật sự chết với Chúa thì chúng ta không còn vì mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta mà chúng ta sống ở trong ơn của Ngài. Dâng hiến cho Chúa là một quyết định hy sinh. Hy sinh cái quyền cá nhân, hy sinh những điều mà chúng ta cho rằng chúng ta có đủ cái lý do để chúng ta sẽ làm điều này điều kia, trả đũa vân vân. Tôi nhớ bài học mà Chúa dạy khi chúng tôi bị những người làm tổn thương rất nặng. Thì tôi buồn, tôi thưa với Chúa rằng là Chúa, tại sao họ làm như vậy? Con đang bị tổn thương rất nhiều. Tôi nghe Chúa nghe nhắc nhở tôi một điều, đó là ai cho phép con tổn thương? Con đã chết với ta rồi mà. Ta đã tuyên chiến với xác thịt của con rồi mà. Hãy tiếp tục sống trong sự sống vác thập tự giá mỗi ngày đi theo Chúa. Vác thập tự giá là hình ảnh mà chúng ta mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta nhắc nhở chính mình, đó là mình đã chết. Cái bản án đối với xác thịt của chúng ta đã được Chúa Ngài tuyên án. Và chúng ta chọn, ngày hôm nay con chết với chính mình và sống cho Chúa. Khi chúng ta hội đủ điều kiện thứ nhất này, chúng ta thấy Chúa có thể bày tỏ sự hiện diện, công việc của Ngài xuyên qua đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn hơn. Vì nhớ, Chúa vẫn tôn trọng cái quyết định cá nhân của chúng ta. Và đó là một cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho mỗi một chúng ta. Chúa cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Lời của Chúa cho chúng ta biết khi chúng ta lựa chọn, tận hiến cho Chúa, thì Chúa Ngài sẽ ban phước và sử dụng đời sống của chúng ta lớn lao như thế nào. Và Chúa cũng cho chúng ta thấy được hậu quả của việc chúng ta chọn sống cho chính mình, sống cho xác thịt, thì hậu quả của nó cũng là lớn lao như thế nào. Thế rồi chúng ta chọn. Xin Chúa cho chúng ta chọn một cách đúng đắn. Ba cái yếu tố của sự dâng hiến liên quan đến hai cái hành động mà chúng ta thấy ở tại đây. Thứ nhất đó là chúng ta từ bỏ ý riêng, hay là chúng ta dâng ý riêng cho Chúa. Hebrew chương 10 câu số 7 nói, bây giờ tôi nói, lại Đức Chúa Trời, này tôi đến. Cảm ơn Chúa, có một sự bước đến, có một quyết tâm, lại Đức Chúa Trời, con đến. Con đến giao phó đời sống của mình cho Chúa. Hành động thứ nhì đó là việc Chúa nhận của lễ chúng ta dâng lên ở trước mặt Ngài. Như là một của lễ chúng ta dâng lên. Mà đã là một của lễ dâng cho Chúa rồi đó, thì chúng ta không có quyền lựa chọn sống theo ý riêng của mình nữa. Một của lễ đã dâng cho Chúa thì phải là Chúa Ngài sử dụng như thế nào tùy Ngài. Như chúng tôi thường nhắc, có những người tặng quà cho người khác, nhưng mà cũng có thêm những lời chỉ dẫn phải sử dụng cái món quà đó như thế nào. Thế nên trên một bình diện, trên một góc cạnh, chúng ta thấy rằng món quà đó chưa rời khỏi tay của người cho. Nó vẫn còn nằm. Có thể là còn có một sợi dây để chúng ta có thể khuynh đảo, chúng ta có thể điều khiển cái món quà đó. Thì như vậy, thật sự ra là chúng ta chưa tặng món quà đó, mà chúng ta vẫn còn dối tay của mình vào để chúng ta đòi hỏi cái món quà đó phải được sử dụng như thế nào. Thì như vậy không phải là một cái sự ban cho, một cái quà tặng, mà nó là một cái lối để chúng ta có thể gọi là chúng ta thủ đoạn, còn rờ tay của mình vào và muốn điều khiển những điều đó. Và trong mức độ chúng ta thấy có nhiều người trong giáo hội, trong hội thánh dâng hiến cũng như vậy. Tôi dâng hiến, nhưng hội thánh phải sử dụng cái đồng tiền theo ý của tôi. Nếu như vậy thì chưa là dâng hiến cho Chúa.
mà chúng ta chỉ để cái số tiền đó như là một cái phương tiện để chúng ta điều khiển hồ sạch. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta giao trong tay của Chúa thì chúng ta phải dâng trọn cho Ngài. Chúng muốn sử dụng thế nào thì Chúa Ngài sử dụng. Cho nên bây giờ, mỗi ngày thì tôi hiểu càng hơn khi Chúa đặt câu hỏi, ai cho phép con tổn thương? Nếu mình kể mình vẫn còn sống và mình vẫn nắm cái quyền sinh sát, nắm cái quyền mình trả thù, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng ơn của Chúa không thể thể hiện ra trên đời sống của chúng ta. Bởi vì xác thịt của chúng ta kiểm soát. Khi mà đầu phục ý riêng cho ý Chúa, thì chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa phán với chúng ta. Chúng ta sẽ dễ dàng để nhận theo sự dẫn dắt của Chúa. Tôi mời anh chị em suy nghĩ đến công vụ chương 13 câu số 2. Để chúng ta thấy tại đây. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saul đang làm công việc ta đã gọi làm. Trong khung cảnh hội thánh của Chúa nhóm nhau lại, thờ phượng, kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán. Khi chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta rời hết tất cả những sự chú ý về chính mình cũng như những con người mà chúng ta hướng về Chúa trong sự thờ phượng. Chúa là đối tượng duy nhất, Ngài là khán giả duy nhất để nhận sự thờ phượng của hội chúng. Cái hội chúng không phải là những người khán giả khó tính mà chúng ta muốn chịu chuộc. Nhưng chúng ta muốn tập trung vào Chúa và dâng trọn ở trong tay của Ngài. Đó là điều mà Chúa Ngài sẽ đẹp lòng và Ngài nhận. Kiêng ăn là một kỷ luật mà chúng ta muốn con người xác thịt của chúng ta kiểm soát nó, bắt phục nó. Và con người tâm linh của chúng ta lại được mạnh mẽ để nắm quyền kiểm soát. Là một tâm linh giao ở trong tay của Ngài. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy điều kiện rất dễ để chúng ta nghe tiếng phán của Chúa. Bởi vì không còn có những nhiễu âm, cũng không còn có những phân bua hay là có những cái mặc cả với Chúa. Và Chúa bảo thì làm. Và chúng ta thấy ở đây, khi lời của Chúa ra lệnh, thì chúng ta thấy rằng chính các cá nhân này cũng như hội thánh đã phải đầu phục và hy sinh một cách rất là lớn. Thứ nhất là hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta đã gọi làm. Điều này có nghĩa là hai ông đang sinh hoạt với hội thánh của Chúa ở tại thành Antioch. Mà bây giờ Chúa gọi đi để bắt đầu công cuộc truyền giáo. Hai ông phải rời gia đình, phải rời hội thánh mình đang sinh hoạt một cách tốt đẹp để đi theo tiếng gọi của Chúa và công việc của Chúa định cho họ làm. Phần của hội thánh, chúng ta biết rằng sứ đồ Barnaba đã đi tìm Saul mà bây giờ đã được Chúa Ngài bắt phục, được đổi tên là Phaolô đó, để giải đạo cho, và công việc đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Khi họ nghe tiếng phán của Chúa là một sự hy sinh tại đây, họ phải để cho hai vị sứ đồ như là mục sư của hội thánh đó, và họ dâng cho Chúa điều tốt nhất, một sự đáp lời một cách hy sinh. Và chúng ta thấy nhờ như vậy mà ngày hôm nay tin lành của Chúa đã được loan truyền ở khắp mọi nơi. Qua sự vâng lời của hội thánh ở tại thành Antioch cũng như là sứ đồ Barnaba và Phaolô. Anh chị em yêu dấu của tôi, khi chúng ta biệt riêng đời sống của chúng ta, tránh xa tội lỗi và chúng ta chọn vâng phục ý của Chúa. Nếu còn có chỗ nào cần phải đồng phục Chúa một cách trọn vẹn, chúng ta kiêng ăn, chúng ta hạ mình, chúng ta xử lý bản ngã của chúng ta. Và Chúa Giêsu bảo với các môn đệ của Chúa rằng các ngươi hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Vì tâm thần thì muốn lắm, hay là phần tâm linh đó thì rất muốn, nhưng mà xác thịt yếu đuối, nó sẽ bị cám dỗ, nó sẽ còn sợ hãi để bỏ chạy khi khó khăn, khi sự tấn công đến. Nhưng mà những người thật sự chết với Chúa thì họ sẽ không còn sợ chết nữa, bởi vì mình đã chết với Chúa rồi. Và khi Chúa Ngài sai phái thì có thể vâng lời, bởi vì mình không sống cho mình nữa, nhưng sống vì Đấng đã yêu mình và đã phó chính mình Ngài vì mình. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng hơn để chúng ta đầu phục Chúa, và Ngài trong lúc đó dễ dàng để Chúa phán, và chúng ta có thể nghe được tiếng phán và sự dẫn dắt của Ngài. Anh xem buổi cầu nguyện đó là một buổi cầu nguyện có một cái sức mạnh. Kết quả của buổi cầu nguyện là phong trào truyền giáo bắt đầu nổ ra. Cho đến giờ phút đó thì đạo của Chúa vẫn còn đa phần là ở giữa những người Do Thái.
Nhưng mà để Tin Lành của Chúa có thể đến với dân ngoại, đến với tiểu Á, đến với Âu Châu, rồi tiếp tục được mở rộng, thì có sự đáp ứng và dâng hiến một cách trọn vẹn nơi hội thánh Antioch, cũng như cuộc đời của sứ đồ Barnabas và Phaolô là như vậy. Esai 52 câu số 11 cho chúng ta thấy một mức độ khác hơn nữa của sự tận hiến. Các ngươi hãy đi, đi ra khỏi nó. Đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình đi. Ở đây một hình ảnh mà chúng ta thấy có một sự kêu gọi để bước ra. Chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta phải nhớ nguyên tắc này. Chúng ta vẫn còn sống ở tại thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Chúng ta thuộc về một vương quốc đời đời, vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không sống cho mình nữa, nhưng mà chúng ta sống cho Chúa, cho Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Một sự ra khỏi. Chúng ta biết thế gian hệ thống có những cái áp lực của nó trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta hãy ra khỏi. Phải có một quyết tâm là chúng ta sống ở giữa đời này, nhưng chúng ta không thuộc về đời này. Điều này có nghĩa là chúng ta để Chúa Ngài hành động làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta để chúng ta đem đạo vào đời. Chứ chúng ta không bao giờ để cho đời đem vào trong đạo là niềm tin của chúng ta. Anh chị em thấy khi chúng ta đạt đến mức độ đó thì ý định của Chúa chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian mới có thể bày tỏ ra chức năng của chúng ta. Còn nếu chúng ta để cho áp lực của thế gian hệ thống cũng như trần gian này áp lực trên chúng ta, bắt chúng ta phải làm theo ý của nó, thì hình ảnh của Chúa lu mờ và không thể hiện một cách rõ ràng xuyên qua cuộc đời của chúng ta được. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn đời sống của một môn đồ là hiến dâng cuộc đời cho Chúa Giê-xu Christ. Nó bao gồm dâng đôi chân để mang Tin Lành đi khắp mọi nơi. Nếu chúng ta còn yêu chính mình, chúng ta sẽ trả lời với Chúa là Chúa, cái điều đó là tốt, nhưng mà cho con chưa sẵn sàng, xin Chúa sai mục sư Khánh, sai những người khác đi, còn con, cho con có thể thu xếp, con có sống đời sống của mình, những gì con muốn thực hiện con thực hiện, xong rồi con sẽ làm theo như điều Chúa gọi. Thì như vậy chúng ta chỉ dâng cho Chúa một phần của đời sống chúng ta thôi, chứ chưa phải là trọn vẹn. Dâng đôi chân của mình, sẵn sàng bước qua phía bên kia phòng, sẵn sàng bước tới với người mà Chúa Ngài đang muốn kết nối để chúng ta có thể rao giảng Tin Lành của Chúa. Có thể chúng ta sợ là rồi tôi sẽ nói cái gì, tôi phải làm gì, chờ đợi cho đến khi mình biết gì phải nói đó, chúng ta sẽ không bao giờ nhận được. Nhưng chúng ta bằng lòng nói rằng là Chúa, con thưa vâng với chương trình và sự kêu gọi của Chúa. Lúc bấy giờ sự trang bị của Chúa sẽ đến ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ những ngày mà tôi vật lộn với sự kêu gọi của Chúa, tìm cách sống một sự sống như tôi đã mặc cả với Chúa khi mới đến Mỹ, là Chúa, con có hứa nguyện như vậy, nhưng mà bây giờ xin Chúa cho con để làm trưởng ban thanh niên thôi, hay là làm một công việc gì đó ở trong hội thánh thôi, chứ còn dâng cả cuộc đời của mình đi theo Chúa thì xin Chúa cho con còn có thời gian để chuẩn bị. Và cái hậu quả đó là đời sống tâm linh của tôi bắt đầu lao xuống. Tôi không còn mạnh mẽ cầu nguyện với Chúa được giống như lúc mình còn ở trại tị nạn. Mức độ của kinh nghiệm quyền năng của Chúa đáp lời cầu nguyện cũng như thấy được công việc của Đức Chúa Trời chung quanh đời sống của mình, nó xuống một cách rất là thấp. Cho đến khi tôi làm một cái quyết định, là Chúa còn dâng một cách trọn vẹn. Còn dâng đôi chân của mình, xin Chúa sai phái con đi để rao giảng Tin Lành của Chúa khắp mọi nơi. Chúa nhận. Chúng ta dâng đôi tay của mình cho Chúa để cứu giúp những người ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúa vui nhận. Chúng ta dâng hai lỗ tai của mình để nghe tiếng kêu cứu của những người bị ma quỷ ức hiếp, cũng như những đau đớn về sức khỏe lẫn sự nghèo đói, để chúng ta có thể đáp ứng. Chúa vui nhận. Chị em, dâng đôi chân của mình, làm chân mang dài dép sẵn sàng để rao giảng Tin Lành của Chúa. Đôi tay của mình để làm cánh tay nối dài của Chúa để xoa dịu những vết thương, những cuộc đời đang đau khổ. Và dâng đôi tay, lỗ tai của mình cho Chúa để có thể làm những cái phương tiện công cụ trong tay của Chúa để lắng nghe tiếng của những người đau khổ. Để rồi chúng ta có thể tư vấn, chúng ta có thể có lời của Chúa để giúp đỡ cho họ. Như vậy chúng ta
nó có thể dâng cho Chúa trong mức độ mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. Đời sống hiến dâng sẽ dẫn đến kết quả là một cuộc đời được cai trị bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Vì không phải chúng ta sống nữa, Chúa sống xuyên qua chúng ta. Không phải chúng ta tự quyền kiểm soát nữa, nhưng mà để Thánh Linh của Chúa kiểm soát và đầy dẫy trong chúng ta. Để Đức Thánh Linh chi phối, để Đức Thánh Linh dẫn dắt, để Đức Thánh Linh Ngài nói xuyên qua chúng ta, nói những sứ điệp mà Chúa muốn chúng ta rao báo. Dù nó không hợp lý chút nào theo như sự suy nghĩ của chúng ta, nhưng khi vâng lời, chúng ta thấy thật là tuyệt vời trong ơn của Chúa. Nó sẽ đem lại một đời sống tràn đầy vui mừng. Thứ nhất là bởi vì chúng ta đắc thắng tội lỗi chính mình và Satan. Thứ hai là chúng ta bắt đầu thấy kết quả. Bởi vì Chúa tự do hành động xuyên qua chúng ta. Sức sống của Ngài tự do tuôn đổ xuyên qua cuộc đời của chúng ta sẽ đem lại một cuộc sống đầy kết quả cho Chúa trong ơn của Ngài. Đức Chúa Trời phải đứng ưu tiên hơn là mọi thứ của trần gian này, luôn cả tiền bạc vật chất. Chúa phải đứng hàng đầu. Cuộc đời của chúng ta không nhằm mục đích thỏa cái lòng tham dục và thăng tiến trong nghề nghiệp. Mặc dù những điều đó Chúa Ngài sẽ ban phước và chúng ta sẽ có, nhưng mục đích chính của chúng ta là cuộc đời của chúng ta sống cho Chúa. Đây là một đặc ân mà Chúa Ngài ban cho, và trách nhiệm để sống theo thánh ý của Chúa qua sự tận hiến đời sống của mình ở trong tay của Chúa. Đó là một mức độ cao hơn mà Chúa muốn tìm thấy trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nên chúng tôi thường khuyên các con cái của Chúa, anh chị em, đó là có những giây phút như là những ngày cuối năm, chúng ta ngồi chúng ta xét lại. Ngày hôm nay, những ngày cuối năm so với những ngày đầu năm, chúng ta có yêu mến Chúa hơn không? Chúng ta có trở nên giống Chúa nhiều hơn không? Chúng ta có tăng trưởng hay chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ? Về mặt kết quả, chúng ta kết quả như thế nào cho Chúa? Vì sự trưởng thành, vì sự đầu phục trọn vẹn, vì sự tận hiến cho Chúa sẽ đem lại những kết quả hết sức là lớn lao. Là những điều mà chúng ta nhìn lại chúng ta nói rằng thật Đức Chúa Trời đã hành động và làm việc ở trên cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Điểm chính mà tôi mời anh chị em chúng ta nhớ đến ở trong yếu tố này, đó là sự phục vụ của chúng ta được Chúa nhận khi chúng ta hiến dâng tất cả cho Chúa. Xin Chúa ban phước để mỗi một chúng ta sẽ bằng lòng dâng cho Chúa tất cả. Vì biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta thắng Ngài trong sự dâng hiến và ban cho đâu anh chị em. Phía sau của một cuộc đời tận hiến cho Chúa là vô cùng những phước hạnh mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Tiêu chuẩn thứ hai để bước đi lên một đẳng cấp cao hơn trong cuộc sống và mục vụ, đó là sự dấn thân. Chúng ta dâng cho Chúa cuộc đời của chúng ta một cách tận hiến, giao Chúa, dâng cho Chúa trọn vẹn. Và thứ hai là một cái sự dấn thân, một cái cam kết để chúng ta tiếp tục đứng ở trong cái vị trí là người đã tận hiến cho Chúa. Dấn thân là đã tra tay cầm cài thì không còn nhìn lại phía sau. Nếu chúng ta muốn cho luống cài nó thẳng, chúng ta sẽ nhìn về phía trước. Còn nếu chúng ta cầm cài mà chúng ta cứ nhìn về phía sau, luống cài của chúng ta sẽ không thẳng được. Để chúng ta đáp lại sự kêu gọi của Chúa như một chiến binh, thì chúng ta phải sống đẹp lòng đấng chiêu mộ mình và làm trọn ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Dấn thân chúng ta thấy là một điều không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Đòi hỏi phải có sự dấn thân để chúng ta có thể tiếp tục giảng dạy, bất luận gặp thời hay là không gặp thời. Gặp thời thì chúng ta thấy rằng dễ rồi, nhưng mà lúc không gặp thời đó, chúng ta bởi sự cam kết mà chúng ta dấn thân cho công việc rao giảng lời của Chúa, chúng ta có thể tiếp tục rao giảng. Khi chúng ta mệt mỏi về thể chất, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hầu việc Chúa, bởi vì chúng ta dấn thân cho sự hầu việc Chúa. Hay là luôn cả những lúc chúng ta đau ốm, chúng ta vẫn chọn hầu việc Chúa. Đó là một cam kết, đó là một sự dấn thân mà chúng ta cần phải có, anh chị em. Và trong kinh nghiệm của tôi, khi chúng ta dấn thân cho công việc của Chúa, chúng ta không nói không với Đức Chúa Jesus Christ bao giờ.
Chúng ta không nói với Đức Thánh Linh rằng là Chúa, điều này không hợp lý chút nào. Nhưng mà chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa, con đến. Là Chúa, con dâng cuộc đời của mình ở trong tay của Ngài. Và chúng ta dấn thân cho công việc này. Sẽ có những lúc chúng ta để có thể chuẩn bị cho sự rao giảng lời của Chúa, cho việc chúng ta chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa cho những người lân cận của chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh. Nó đòi hỏi chúng ta phải kiên trì trong công việc. Cảm ơn Chúa. Có những bài giảng mà chúng tôi có thể soạn suốt đêm. Có những buổi cầu nguyện cá nhân của tôi với Chúa, mà luôn cả ở trong giấc ngủ khi mệt mà nhắm mắt một lúc đó, thì trong giấc ngủ cũng vẫn có sự cầu nguyện với Chúa. Điều này cho thấy rằng mình học về Chúa không phải vì thoải mái, môi trường tốt đẹp thì mình mới làm. Nhưng mà khó khăn, nghịch cảnh hay bất cứ một điều gì, vì mình tận hiến cho Chúa và mình dấn thân cho công việc của Chúa, thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể tấn tới trong ơn của Chúa. Tôi nhớ những giây phút mà khi dịch Covid bùng nổ. Tôi nhớ những giây phút đó. Khi nghe tin rằng sẽ có giãn cách xã hội, hội thánh không thể nhóm nhau lại được. Tôi nhớ mình phải làm một cái quyết tâm. Và tôi nhớ lúc bây giờ tôi với anh Thiện Dũng, chúng tôi làm một cái quyết tâm là hãy Chúa cho mình có cơ hội, mình sẽ giảng lời của Chúa. Và anh chị em, có những ngày mà chúng tôi đứng giảng không có người trong hội chúng, mà chúng tôi vẫn soạn bài, chúng tôi vẫn chuẩn bị như là một cái hội chúng với tất cả những người ngồi trong các hàng ghế. Nếu không có sự dấn thân, chắc chắn sẽ có cái sự mỏi mệt, bởi vì giảng mà không có ai ngồi nghe, chỉ hình dung anh em ở phía sau ống kính thì nó rất là khó. Và chúng tôi dấn thân cho công việc này. Rồi có những cái giây phút và những công tác chúng tôi đã dấn thân và thực hiện công việc này hơn 20 năm rồi. Thí dụ như việc giảng tin lành của Chúa ở trên đài phát thanh. Dù mức độ trách nhiệm và số lần giảng gia tăng, nhưng mà chúng tôi vẫn dấn thân cho công việc Chúa giao. Mình có sức, mình có ơn của Chúa thì mình sẽ làm. Không thể bỏ vỡ công việc được. Vì công việc của Chúa, mình đã dấn thân mà mình đã tận hiến cho Chúa rồi, thì mình có thể tiếp tục làm công việc. Dù những người khác, những người cùng ban ngành, những người bạn đồng lao có thể bỏ đi làm những việc khác để mình làm một mình vẫn làm. Bởi vì mình đã dấn thân cho công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đòi hỏi của sự dấn thân để một người có thể nói như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu số 16. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ khoe mình. Mình đã đáp lại cái lời chiêu mộ của Đấng đã gọi mình làm chiến binh cho Ngài. Mình đã đáp lại sự kêu gọi của Chúa để hầu việc Chúa. Đáp lại sự kêu gọi của Chúa để bước vào trong chức vụ để hầu việc Chúa. Thì sứ đồ Phao-lô nói tới đây, ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ để khoe mình. Vì việc nó phải như vậy. Và phần B, vì có lẽ cần cầm buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Một sự cam kết, một sự dấn thân tuyệt vời mà sứ đồ Phao-lô tại đây chia sẻ với chúng ta, để chúng ta có thể thấy được những công tác mà ông làm. Nhưng mà trong việc rao truyền tin lành của Chúa thì ông nói rằng ông không có cớ gì để khoe mình. Bởi vì ông thuộc về Chúa, ông là đầy tớ của Chúa, ông đã đáp lại sự kêu gọi của Chúa. Đó là Ngài biệt riêng ông như là một đồ dùng để đem tin lành của Chúa đến cho dân ngoại. Thì ông nói rằng ông dấn thân cho sự kêu gọi đó. Nếu lúc mà ông rao giảng, ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ để khoe mình, mà là làm vì vâng phục Chúa, vì ý muốn của Ngài. Nhưng nếu không làm, vì có lẽ cầm buộc tôi, có một cái trách nhiệm cầm buộc ông để ông làm công việc này, vì sự kêu gọi của Chúa, vì sự sai phái của Ngài. Còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thải. Tức là mình tất trách ra trong công việc và sự kêu gọi của Chúa. Hồi xin Chúa cho chúng ta có cái sự dấn thân này. Hội thánh của Chúa cần có những người dấn thân cho Chúa. Cam kết
đứng vào trong vị trí mà Chúa Ngài đã giao cho mình và không lay chuyển. Dù gặp thời hay không gặp thời, vẫn giảng. Dù có người làm việc với mình hay không, vẫn làm công việc mà Chúa giao cho mình. Đó là một tấm lòng cam kết mà Chúa Ngài muốn tìm thấy trong đời sống của chúng ta. Vì dấn thân cam kết là điều trở nên hiếm có trong hội thánh ngày hôm nay. Vì nhiều người mỗi ngày một nhiều hơn để mình bị chi phối, chia trí cho nhu cầu và ích kỷ của cá nhân. Nhưng xin Chúa cho để chúng ta không còn sống việc mình nữa, mà sống cho Đấng đã yêu mình và đã phó chính mình Ngài vì mình. Mức độ của dấn thân của anh chị em sẽ quyết định chúng ta sẽ dâng cho Chúa bao nhiêu thời giờ ở trong ngày của mình, và nó sẽ quyết định phẩm chất của sự phục vụ của chúng ta. Chúng ta không làm lấy lệ, chúng ta không làm cho qua việc, mà chúng ta làm bằng hết cả tấm lòng của mình, thì Chúa nghe sẽ ban thưởng. Anh chị em, mắt của Đức Giê-hô-va nhìn khắp thế gian này, xem ai có lòng trọn thành với Ngài để Ngài có thể yểm trợ, để có thể ban phước. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta muốn bước lên mức độ cao hơn trong đời sống và mục vụ, chúng ta cần phải hiến dâng và cam kết. Chúa sẽ thêm sức, Chúa sẽ ban ơn khi chúng ta có một tấm lòng dấn thân cho công việc của Ngài. Nguyện xin Chúa cho sự hiến dâng và dấn thân sẽ là điều đầy dẫy trong hội thánh của Ngài trong những ngày sắp đến. Và tôi tin rằng Chúa muốn tìm thấy điều đó. Thứ ba, ngoài tâm tình hiến dâng và cam kết, một tiêu chuẩn khác để mang lên chúng ta đến mức độ cao hơn đó là sự hết sức tập trung. Khi chúng ta hầu việc Chúa, cũng như trong bước linh trình chúng ta đi với Chúa, luôn luôn có những tiếng gọi kéo chúng ta ra khỏi. Như khi Nehemi, ông quyết tâm xây dựng lại tường thành của thành Jerusalem, mới khởi công công việc thì liền có những kẻ chống đối, có những lời chế nhạo, có những lời thách thức, có những lời khinh miệt. Ô, cái tường thành đó họ cất lên, một con chồn nhảy qua nó cũng phải làm cho sập được. Có những điều làm cho chúng ta bị chi phối, có những tiếng nói kéo chúng ta đi. Ở trong quyển sách The Pyramid của John Bunyan, mà tiếng Việt chúng ta dịch cái quyển sách đó là Thiên Lộ Lịch Trình, thì người Cơ Đốc nhân trong câu chuyện chúng ta thấy rằng phải đối diện với những cái thách thức và những lời, những tiếng nói, những tiếng ồn trong bước linh trình của mình. Có khi nó muốn kéo mình đi lệch. Thì chúng ta thấy rằng ở tại đây, cùng một nguyên tắc đó ngày hôm nay cũng về cho em, và có thể nói rằng ngày hôm nay chúng ta lại càng phải tập trung hơn, vì có rất là nhiều việc, có nhiều cái tiếng ồn, nhiều cái âm thanh, nhiều cái sự kêu gọi để làm cho chúng ta bị kéo ra khỏi sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nhưng sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy một hình ảnh như là một con ngựa mà chúng ta thấy là được tra hàm thiết và được che, thì mắt của nó chỉ thấy về phía trước mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta cũng có một mức độ của sự dấn thân cho Chúa và tập trung như vậy. Cô-lô-se chương 3 câu 1 đến câu 3 lời Chúa chép: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tập trung theo những điều cũ, đuổi theo mục tiêu cũ, thì chúng ta không thể nào bước lên mức độ cao hơn trong đời sống để theo Chúa của chúng ta được. Và xin Chúa cho chúng ta như con ngựa, mắt đã được che để hướng về phía trước, tra hàm thiết vào miệng rồi, để chúng ta thấy rằng cái dây cương cứ tiếp tục giữ chúng ta và người lái xe điều khiển con ngựa đó. Hình ảnh Đức Thánh Linh Ngài điều khiển. Chúng ta có một cái cớ cầm buộc trong đời sống của chúng ta là chúng ta tập trung để chúng ta tiến lên ở trong ơn của Chúa, thì sẽ giúp cho chúng ta đi nhanh hơn là chúng ta bị chi phối, quay qua bên trái, qua bên phải, chúng ta sẽ mất sức. Nhưng tập trung cứ tiến lên trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta muốn bước đi ở trong ơn của Chúa một cách tập trung, chúng ta phải bỏ những điều cũ trong đời sống của chúng ta. Phải có sự thay đổi cho sự tập trung của chúng ta. Lời của Chúa tại đây nhắc
Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời. Chúng ta đừng nhìn qua bên trái rồi nhìn qua bên phải. Và xin Chúa cho để chúng ta hướng tập trung vào những điều thuộc về trời, những điều thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Là nơi mà Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tập trung, chúng ta bày tỏ lòng tín trung thành với sự kêu gọi và đời sống của chúng ta trong Chúa. Tập trung để tâm trí của chúng ta nơi Chúa và tìm kiếm các sự thuộc về nước trời. Chúng ta sẽ được lợi ích rất nhiều. Trong lúc chúng ta lớn lên trong Chúa và bước lên công tác cao hơn, thì trong sự hầu việc Chúa, thì những điều mà chúng ta đeo đuổi phải được thay đổi. Hồi trước, chúng ta có những ước mơ, có những đeo đuổi. Nhưng mà khi chúng ta đáp lại với sự kêu gọi của Chúa và muốn tiến lên một bước cao hơn, chúng ta phải hết sức tập trung để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng luôn luôn. Phải tập trung, phải chuẩn bị. Như tôi từng chia sẻ với anh chị em, theo nghiên cứu người ta cho biết, nếu chúng ta mỗi ngày chỉ dành 15 phút để nghiên cứu về một chuyên đề nào đó, thì chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ trở nên người có thẩm quyền và có kinh nghiệm nhất ở trong lĩnh vực đó. Mỗi ngày 15 phút thôi. Chúng ta tập trung và chúng ta nghiên cứu, chúng ta học hỏi, chúng ta chuẩn bị cho chính mình. Và anh chị em, tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ sử dụng hết thảy chúng ta khi chúng ta tập trung như vậy. Ngày nào Chúa cho chúng ta có thời gian để chuẩn bị, hãy chuẩn bị để sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Và tôi thường nhắc nhở chính mình hình ảnh này và cũng chia sẻ với anh chị em. Phương tiện di chuyển của chúng ta, chiếc xe của chúng ta đó. Để nó có một cái điều kiện, để nó có thể nổ máy và lăn bánh, thì chúng ta biết rằng bánh xe phải được bơm lên căng đầy. Xăng phải đổ đầy trong thùng. Và các điều kiện cần có, xe phải được bảo trì để sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Chúa cũng muốn chúng ta chuẩn bị như vậy cho đời sống của chúng ta. Cho nên tập trung anh chị em, hướng về những điều thuộc về trời. Thì Chúa Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Ngài sẽ sử dụng chúng ta. Hãy tập trung. Tập trung những điều thuộc về trời. Nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và chính tại đó chúng ta sẽ nghe những cái lời của Chúa ra lệnh cho chúng ta. Những hiệu lệnh từ Chúa để chúng ta có thể tấn tới ở trong ơn của Chúa. Tất cả những gì chúng ta đạt được mà không phải đến từ sự ban cho của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng nó dẫn chúng ta vào trong những sự khó khăn. Hãy tập trung vào Chúa. Hãy tập trung vào những việc của nước trời. Sẽ giúp cho đời sống của chúng ta đầy kết quả trong ơn của Chúa. Ngừng chạy theo, đeo đuổi những điều của trần gian này. Cũng như là những điều mà trần gian đã ảnh hưởng luôn cả vào trong giáo hội. Đừng đi tìm một cái chức vụ ở trong hội thánh. Mà hãy trao dồi khả năng ân tứ Chúa ban cho rồi khám phá và sử dụng nó để hầu việc Chúa. Chính Chúa sẽ cất nhắc chúng ta lên. Đừng tìm lá phiếu của con người. Nhưng hãy tìm một sự chỉ định của Đức Chúa Trời. Thì đời sống của chúng ta mới thật sự kết quả cho vương quốc của Chúa. Matthew chương 6 câu 33 nhắc cho chúng ta phải tập trung. Nhưng trước hết, trước tất cả mọi sự, trước hết, hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Những điều mà Chúa cho thêm tại đây là những điều chúng ta lo lắng về cái ăn, cái mặc ở trong đời sống của chúng ta đó. Những điều đó Chúa Ngài hứa đảm bảo rằng Ngài sẽ cho thêm chúng ta. Khi chúng ta được điều quan trọng nhất, đó là chúng ta tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình. Tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, cũng như chúng ta tìm kiếm sự công bình, là chúng ta chuẩn bị. Nếu có vấp ngã, ăn năn ngay tức khắc, nhận huyết của Chúa, rửa sạch tội lỗi của chúng ta, rồi chúng ta được đưa vào trong vị trí công bình ở trước mặt Chúa trở lại. Không phải bởi sự công bình cá nhân của chúng ta, nhưng bởi sự công bình của Đức Chúa Jesus Christ mặc lấy trên đời sống của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng mình sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng. Đức Chúa Trời có cách của Ngài để ban phước cho con cái của Chúa. Miễn là chúng ta đặt thứ tự ưu tiên cho thật đúng. Nhưng trước hết, đây là lời chính Đức Chúa Giêsu dạy, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy rằng rất là phước hạnh. Nếu trước nhất chúng ta tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời,
và chúng ta đã có được nước trời ở trong miệng và trong lòng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy điều tuyệt vời này. Ở trong nước trời thì vua của nước này là Đức Chúa Trời tối cao. Và đặc biệt trong vương quốc trong nước này thì không có những người dân ở trong nước này, nhưng mà chỉ có con ở trong nhà. Mà vua cha là đấng toàn năng, đấng giàu có thể tiếp trợ và chăm sóc cho chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm nước của Chúa và sự công bình của Ngài, chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, thì tất cả những sự chu cấp bây giờ nằm ở trong trách nhiệm của Chúa, cũng là cha yêu dấu của chúng ta. Ngài sẽ vì danh của Ngài mà khiến cho chúng ta kết quả thành công phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Như chúng ta thấy ở trong Cựu Ước, khi tuyển dân của Chúa, họ phạm tội, họ làm những điều mà chúng ta thấy rằng không xứng đáng chút nào. Nhưng Chúa nói rằng bởi vì danh của Ngài mà Ngài ban phước trên họ. Để khi họ được phước, được Chúa Ngài làm ơn trên đời sống của họ, thì dân của các xứ nhìn vào tuyển dân của Chúa và thấy rằng Đức Chúa Trời của họ là Đức Chúa Trời tốt lành. Cha chúng ta trên trời cũng vậy. Khi chúng ta trước hết tìm kiếm nước của Ngài và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Chúng ta có đầy đủ tất cả những gì chúng ta cần ở trong đời sống của mình. Chúa vì danh của Ngài mà ban phước trên đời sống của chúng ta. Thì chúng ta đặt Chúa đứng trước chúng ta, đặt vương quốc của Chúa ưu tiên trong đời sống của chúng ta như David đã làm, chúng ta sẽ tìm kiếm những điều thuộc về trời. Ý Chúa sẽ tự nhiên trở nên điều mà chúng ta mong muốn, rồi sự ban phước thuộc thể vật chất sẽ theo sau chúng ta. Thi Thiên 23 chúng ta thấy, kết luận Thi Thiên 23, David đã chia sẻ cho chúng ta điều mà ông đã thấy, như là một người chăn tốt lành chăn chiên của mình. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. Ông đặt Chúa đứng ưu tiên. Thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa mà những người khác người ta đi tìm, người ta đi kiếm, thì Chúa nhà làm cho những điều đó cứ theo sau ông. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có muốn phước hạnh và sự thương xót của Chúa đuổi theo sau chúng ta không? Hay là chúng ta bỏ công bỏ sức đi tìm những điều đó? Tôi nghĩ quyết định khôn ngoan nhất là để Chúa cai trị kiểm soát đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn. Như là chiên của Chúa, chúng ta giao vào trong tay của Chúa sự dẫn dắt của Ngài. Khi chúng ta tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa, khi chúng ta dấn thân cho công việc của Chúa, cho vương quốc của Ngài, và khi chúng ta tập trung vào những điều thuộc về vương quốc của Chúa, những điều thuộc về trời, chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Hãy để công việc của nước trời chiếm quyền ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị em có thể phân bua, nhưng mà mục sư hầu việc Chúa thì cái đó dễ, còn tôi vẫn còn đi làm ở trên đời này. Anh chị em, quan trọng là cái quyết tâm ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúng tôi cũng phải đối diện với những điều ở trong đời sống như anh chị em. Tất cả chúng ta đều đòi hỏi phải tập trung vào. Đừng để bị chi phối, tập trung, hết lòng làm đẹp lòng Chúa. Đầu tư thời giờ và công việc của Chúa, dâng hiến cho công việc của Chúa, cầu nguyện một cách hết lòng cho nước Chúa được đến, ý Chúa được nên, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài chờ đợi để đổ phước xuống cho chúng ta. Và Ngài tìm thấy một đời sống đã tận hiến cho Chúa, một đời sống dấn thân cam kết là sẽ đẩy mạnh công việc của Chúa, đi theo sự dẫn dắt của Chúa một cách trọn vẹn, một đời sống tập trung, thì Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Hãy làm những điều này một cách tập trung đi. Thử xem anh chị em có đủ chỗ chứa các phước hạnh mà Chúa sẽ đổ xuống trên đời sống anh chị em hay không. Cho tôi xác nhận với anh chị em, khi người ta hỏi đời sống của mục sư Khánh được Chúa Ngài ban phước như vậy, thì tôi trả lời với họ cái lý do mà được ban phước không phải vì tôi làm bất cứ điều gì, nhưng vì Chúa thấy tấm lòng của tôi trước mặt Chúa, biết tâm tận hiến cho Chúa. Tôi nhớ khi đến trường Kinh Thánh, thì trường của tôi có một cái chương trình là mình có thể chọn hai cái ngành mà tạm gọi là có sự lựa chọn để mình được huấn luyện để làm gì. Thì lúc bây giờ có một phong trào người ta khuyến khích để có thể hầu việc Chúa,
mình nên chuẩn bị cho một cái nghề tay trái. Vì quan niệm là hầu việc Chúa gọi là lưỡng nghiệp. Thì tôi lại có một quyết tâm, tôi nói rằng là Chúa, Chúa đã gọi và con đáp lại với sự kêu gọi của Ngài. Con sẽ phó dâng cuộc đời con trong tay Chúa để Chúa Ngài chăm sóc. Và tôi biết mình có thể thối lui. Cho nên ngay từ lúc đó chúng tôi chọn cái công việc mình được cuốn lên. Đó là học về Kinh Thánh để chuẩn bị cho chức vụ. Người ta khuyên nên chọn ngành về máy vi tính hay là những cái công việc khác để làm kỹ sư, để có thể nuôi mình vừa làm vừa học về Chúa, gọi là lưỡng nghiệp. Thì tôi chọn là mình phải theo học một cái gì đó. Và chúng tôi chọn cái ngành tâm lý, psychology. Vì để có thể hành nghề, tôi phải tiến đến cái chỗ là học xong đến bằng tiến sĩ thì mới có thể hành nghề được. Nhưng vì tập trung vào trong cái việc học về Chúa, cho nên học để hiểu biết, và nó yểm trợ cho chức vụ học về Chúa chúng tôi. Có nghĩa là tôi đốt cầu để mình không có cơ hội thối lui. Có những giây phút, những thách thức ở trong đời sống về giới hạn của tài chánh cũng làm cho mình có thể suy nghĩ lại tại sao lúc đó mình lại chọn như vậy. Nhưng mà rồi tôi tiếp tục nhắc nhở chính mình là mình đã đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời toàn năng, của đấng giàu có, đấng có quyền để có thể chu cấp. Và tôi lại tập trung vào. Nhưng mà con ngựa mắt đã được che, chỉ nhìn thấy phía trước. Nhưng mà con ngựa đã được tra hàm thiết và dây cương để người cưỡi ngựa, người kéo xe có thể điều khiển con ngựa này. Phó mình vào trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Những ngày đầu, có những người họ nói chơi, nói rằng một sứ khánh hầu vì Chúa trọn thời gian, nhưng mà nhận lương bán thời gian. Work full time, nhưng mà receive salary part time. Thì tôi cười cho nó rằng hôm nay hy sinh, ngày mai thấy sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời thành tín và Ngài đã chứng minh điều đó. Và chúng tôi chuẩn bị bước vào năm thứ 40 trong sự hợp với Chúa. Thấy sự chu cấp của Chúa từng bước một, từng bước một. Cảm ơn Chúa. Chưa bao giờ đi xin tiền trợ cấp của chính phủ, cũng không xin bất cứ một điều gì. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời, Ngài chăm sóc, Ngài ban phước, Ngài dẫn dắt, Ngài đổ ơn của Ngài, cả thuộc linh lẫn thuộc thể, để chúng tôi có thể đứng vững hầu việc Chúa một cách phong phú, dư dật và trọng ơn của Chúa. Như ngày hôm nay, tạ ơn Chúa. Hãy làm những điều này để anh chị em, để Chúa Ngài có thể cất nhắc chúng ta, chọn bước một bước cao hơn, dâng hiến cho Chúa trong mức độ cao hơn, tận hiến cho Ngài như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, đem dâng trên bàn thờ của Chúa một đời sống tận hiến cho Chúa. Thứ hai, quyết tâm dấn thân cho công việc của Chúa. Có như vậy thì chúng ta mới có thể giảng lời của Chúa, dù có người nghe hay không có người nghe, gặp thời hay không gặp thời, vẫn giảng đạo cố khuyên. Và cảm ơn Chúa, Chúa Ngài làm phần còn lại. Và cuối cùng, nhắc nhở chính mình phải tập trung vào, chăm chú đặt hướng nhìn của mình về trời, những điều của vương quốc của Đức Chúa Trời, là nơi mà Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tại đó, nguồn của ân điển, nguồn của ơn của Chúa, nguồn của sự tiếp trợ cho mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta đến từ đó. Hãy tập trung vào Ngài, không tập trung vào con người hay bất cứ một tổ chức nào, luôn cả giáo hội hệ phái mà mình phục vụ. Phong danh từ mà một số người nghe thì họ đồng ý, họ nói mục sư dùng cái chữ này nó có vẻ giống như xã hội đen quá. Tôi dùng từ ngữ là tôi liều mạng đi với Chúa, hay là liều mình đi với Chúa. Cảm ơn Chúa, khi nhảy trọn vào trong vòng tay quyền năng nhân từ của Chúa, Ngài chăm sóc, Ngài ban phước, Ngài dẫn dắt, để rồi có thể kinh nghiệm được ơn của Chúa và chia sẻ ra cho những người khác. Điểm chính của chúng ta, và tôi khuyến khích anh chị em để ý đến nguyên tắc này: nếu bạn để Chúa làm điểm tập trung của bạn, thì phước hạnh của Chúa sẽ chọn bạn làm điểm tập trung. Cho tôi nói lại một lần nữa: nếu bạn để Chúa là điểm tập trung của bạn, thì phước hạnh của Ngài sẽ chọn bạn làm điểm tập trung. Cảm ơn Chúa.
chúng ta sẽ trở nên đối tượng của phước hạnh của Chúa khi chúng ta để Chúa là trọng tâm, Chúa là điểm tập trung của chúng ta. Anh em nắm được vấn đề. Xin Chúa ban phước. Chúng ta cùng nhau khích lệ, nâng đỡ nhau như tôi đang làm trong buổi tối hôm nay. Kéo anh chị em, những sứ đồ Phaolô kéo hội thánh của Chúa tại thành Roma. Chúng ta khích lệ nhau, cùng nhau chúng ta bước lên chốn cao hơn. Nhắc nhở nhau, khích lệ nhau để chúng ta dấn thân cho công việc của Chúa. Để rồi đồng loạt chúng ta sẽ được Chúa ngày ban phước, nâng cấp đời sống của chúng ta trong ơn của Chúa. Lời của Chúa trong kỳ đại hội vừa qua nhắc nhở cho chúng ta năm nay. Chúng ta đang ở trong những ngày, những tháng đầu của năm mới của người Do Thái. Năm nay là năm của sự nâng cấp. Năm nay là năm của sự bồi hoàn những gì đã mất. Năm nay là năm mà trong tiếng Hebrew mang hình ảnh một người giàu rượt theo một người nghèo để cho tìm. Đức Chúa Trời đang làm công việc đó. Biển cả sẽ đổ vào trong đời sống chúng ta và hội thánh của Chúa. Phước hạnh của Chúa sẽ đổ ra trên cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho tôi cậy lời của Chúa để chúc phước trên đời sống của các anh chị em, chức vụ của các đầy tớ của Chúa. Dân Số Ký chương 6 câu 24 đến 26, Chúa truyền lệnh cho Aaron và các con của ông hãy đặt danh của Ngài ở trên dân sự của Chúa và chúc phước cho họ như thế này: cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Đức Giê-hô-va đối xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Tất cả phước hạnh chúng ta đến từ Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho dấu con biết ơn Ngài. Vì Chúa Ngài đã nhắc nhở chúng con những lời này trong buổi học Kinh Thánh hôm nay. Cho chúng con biết ơn Chúa. Vì Ngài đặt ở trong lòng của chúng con một ước muốn và một quyết tâm mãnh liệt là chúng con muốn tận hiến cuộc đời của mình ở trong tay của Ngài. Chúng con biết không có gì đặc biệt, nhưng một tấm lòng dâng cho Chúa một cách trọn vẹn. Lạy Chúa, xin vui nhận. Con cầu nguyện cho anh em của con đang cùng học hỏi lời Chúa với chúng con. Chúa cũng nhìn thấy những tấm lòng đang thưa với Chúa rằng lạy Chúa còn tận hiến cho Ngài. Con muốn sống cho Đấng đã yêu chúng con và đã phó chính mình Ngài với chúng con. Cảm ơn Chúa. Xin ban ơn đủ quyền năng của Ngài ở trên sự cam kết dấn thân mà anh chị em chúng con quyết tâm trong thời gian này cho vương quốc của Chúa, trong sự vâng lời, nhưng trước hết là tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời về sự công bình của Ngài. Phần mà dân ngoại đang lo lắng, đang tìm những người lân cận, chúng con đang tìm, chúng con tin rằng Chúa Ngài sẽ cung cấp cho chúng con một cách đầy đủ dư dật là trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa cũng cầu nguyện điều này cho hội thánh của Chúa, cầu nguyện điều này cho các anh em của con, những người bạn đồng lao của con. Chúa, chúng con trở lại, chúng con sợ Đấng đã chiêu mộ chúng con hơn là sợ ban chấp hành của giáo hội. Chúng con kính sợ Chúa hơn là loài người. Vì Chúa đáng nhận từ nơi chúng con một tấm lòng dâng hiến một cách trọn vẹn trong ơn của Ngài. Chúa ơi, bởi tình yêu và ân điển của Ngài, sức mạnh từ nơi Chúa ban cho, chúng con quyết tâm bước lên chốn cao hơn. Xin Chúa ban phước và xin Chúa sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em được phước không? Xin Chúa ngài ban ơn ở trên mỗi một anh chị em, cứ tấn tới trong ơn của Chúa và để Chúa kiểm soát, dẫn dắt chúng ta một cách trọn vẹn bởi sự dâng hiến, tận hiến của chúng ta trong tay của Ngài. Xin Chúa cho để hết thảy chúng ta trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.